thời gian mình sẽ làm những cái mẫu hộp khác thú vị hơn nha các bạn. Đây, cái máy lọc thác này lâu rồi không sử dụng nhưng mà nó cũng khá là hiệu quả. Chào mừng bạn đến với kênh Thủy Sinh Vlog. Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông. Là mình mới vừa sử dụng khoai lang trồng vào nước như thế này, thì một thời gian ngắn nó ra rất là nhiều lá như thế này, thì mình mới nghĩ ra một cách là có thể sử dụng cái này để làm một cái hồ bán cạn bằng khoai lang luôn. Sau khi những cái củ khoai lang này nó ra cây nhiều như thế này thì mình quyết định là bỏ những cái này vào cái hồ để tạo thành một cái hồ bán cạn ha, để trang trí trưng bày. Giờ không có đi đường, không có mua được cây thủy sinh nên bây giờ mình sẽ chơi tiểu cảnh bằng khoai lang luôn các bạn ơi. Đó, thấy nó cũng khá là xinh tươi và cũng nhìn rất là bắt mắt luôn đó. Các bạn thấy không? Nó cũng ra bán cạn vậy đúng không? Giờ nuôi cá cũng được luôn đúng không? Đó, cái củ khoai lang mình bỏ vô nước khoảng 3-4 ngày thì các bạn thấy là nó lên cây khá là nhiều. Cái này là rau lang, có thể ăn được luôn đó các bạn. Mục đích mình trồng để mình lấy lá này mình ăn. Đây là một cái củ khoai lang thì mới đầu nó rất là ít rễ ha, một thời gian bỏ vô nước thì rễ nó phát triển rất là nhiều. Sau đó mình bỏ vô một cái lọ cái gì đó và bỏ nước vô ngắn thì nó lên rất là nhiều lá như thế này. A few moments later. Chào mừng các bạn đến với kênh Thủy Sinh Vlog. Gần đây thì mình ít ra video bởi vì tình hình dịch bệnh ở Sài Gòn quá phức tạp, mình không thể ra ngoài để quay clip cũng như review các cửa hàng cá cảnh cho các bạn xem được. Thì hôm nay ở nhà có thời gian thì mình làm cái mẫu hồ bán cạn. Đây nó không sống được đâu nha các bạn. Đó, các bạn thấy cá nè. Hôm nay nó chặt chọi nó không sống được đâu. Để quay clip sinh động cho anh em các bạn xem thôi. Nước nó cũng chưa có trong lắm ha, mới mùa mình mới mở cái máy khác thôi. Lần đầu tiên mình trồng thử cái củ khoai lang thì khoảng 3-4 ngày thì mình thấy nó ra rễ rất là nhiều. Lúc đầu nó không có rễ luôn, khoảng 3-4 ngày nó ra rễ quá trời luôn. Sau đó thì nó lên cây dài này, bắt đầu nó mọc ra rau. Cái này gọi là rau lang ha, nó mọc từ củ khoai lang này. Rau này ăn được luôn nha các bạn. Sau này đợi cây nó lớn thì chúng ta có thể lấy cái rau này ăn luôn. Người ta gọi rau lang á, ăn xào nấu đồ ăn rất là ngon luôn. Mình còn rất là nhiều củ khoai dưới nó cũng ra rất là nhiều cây đẹp từ từ. Mình
hết rồi. Đánh hơi dưới đây nè. Nếu như muốn nuôi cá thì phải bỏ bớt rau củ ra một cái thôi ha, cho nó có không gian bơi. Nhưng mà tại vì hồi nãy mình không có tính nuôi cá, mình thấy sẵn có tiêu hay của cái thác lọc này, nó tạo ra là nên quăng dậy con cá vô cho nó sinh động cái clip để các bạn xem. Mình nhìn này mình thấy có thích luôn các bạn, nhìn nó mát mẻ thì sao. Bây giờ thì không có điều kiện để ra ngoài mua cây thủy sinh, mua bonsai rồi chơi gì, chơi đỡ cái này cũng được các bạn. Mình nhỏ xíu thôi cũng không có lớn ha. Thả đam mê thủy sinh cho các bạn. Rồi với tháng này mình sẽ cái những hồ thú vị mình tự chế để bọn mình, các bạn có những gì thích thú vị xem clip này nhé. Nếu các bạn thích mình đừng quên ủng hộ mình bằng cách like video cũng như nhấn chia sẻ và nhấn subscribe đăng ký kênh Thủy Sinh Vlog nhé. Hẹn các bạn ở những clip sau của mình. Hy vọng rằng sắp đến có thể ra ngoài được để mình quay nhiều clip thú vị hơn cho các bạn xem nhé. Xin chào các bạn, có thật nhiều sức khỏe và mỗi ngày luôn có niềm vui nhé. Đây giữ đúng lời hứa với các bạn nha. Sau khi quay clip hồ bán cạn củ khoai lang xong rồi thì mình sẽ trả ba chú cá này về đúng vị trí của nó nha. Bây giờ mình sẽ trả nó trở về vị trí của nó nha. Đó. Đó, nó bơi xuống như này lại rồi nha các bạn. Yên tâm là mình không có nuôi chúng trong kia nha. Nuôi trong kia thì nó sẽ chết ngợp và nghiệp nó nha. À, bỏ trong đây có quạt nè, rồi có đèn nè, có thác lọc luôn nè, do đó thì nó sẽ khỏe nhé. Hẹn các bạn ở clip sau của mình trên kênh Thủy Sinh Vlog nhé.